Sau khi phát hiện vết nước sâu trên ngọn đồi phía sau khu dân cư thôn 56B thuộc xã Đắk Pra, huyện Nam Giang, lực lượng chức năng của địa phương phối hợp với đồn biên phòng Đắk Prin, huyện Nam Giang sơ tán khẩn cấp 11 hộ với 41 nhân khẩu của thôn 56B ra khỏi khu vực nguy hiểm. Đến 18 giờ 45 phút ngày 19 tháng 9, các lực lượng đã hoàn tất việc sơ tán người, di chuyển tài sản người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Đồn biên phòng Đắk Prin đã cắt cử tổ công tác làm nhiệm vụ thường trực tại khu vực này, sẵn sàng phối hợp với các lực lượng tại chỗ kịp thời xử lý khi xảy ra tình huống nguy hiểm. Trước đó, người dân thôn 56B thuộc xã Đắk Pra phát hiện các vết nước sâu từ 1,3m đến 5m, dài hơn 120m trên ngọn đồi phía sau khu dân cư. Một số điểm bị sạt lún sâu theo lớp tầng. Toàn bộ vị trí này theo đánh giá sơ bộ đã bị ngấm nước và có nguy cơ sạt trượt bất cứ lúc nào. Ông Bờ Hát Châu, bí thư đảng ủy xã Đắk Pra, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam cho biết. Thì qua thực tế khảo sát thì thấy nước rất là sâu, sụt lún. Chỗ địa phương rất là trăn trở, rất là lo lắng, đã vận động người dân và triển khai công tác di dời cho bà con. Tối ngày 19 tháng 9, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam tổ chức sơ tán khẩn cấp 11 hộ dân ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở cao đến nơi trú ẩn an toàn. Mưa lớn kéo dài những ngày qua tại huyện Đông Giang, một số khu dân cư bị sạt lở đe dọa. Chính quyền địa phương cử lực lượng thường xuyên kiểm tra, rà soát diễn biến của thiên tai, sẵn sàng sơ tán người dân khi cần thiết. Địa phương cũng vận động người dân dự trữ lương thực và các nhu yếu phẩm đảm bảo cung ứng trong vòng 10 ngày nếu xảy ra tình trạng cô lập do mưa lũ. Tại tỉnh Quảng Nam, mưa đã ngớt, các đợt mưa lớn kéo dài những ngày trước đó khiến khu vực đồi núi đứng trước nguy cơ sạt lở rất cao. Rất nhiều khu vực đồi núi tại các huyện vùng cao Phước Sơn, Nam Trà My, Đông Giang, Nam Giang xuất hiện nhiều vết nứt. Tỉnh Quảng Nam yêu cầu các địa phương bố trí lực lượng sẵn sàng sơ tán, di dời người dân trong trường hợp khẩn cấp.